khu du lịch sinh thái, các bãi biển nổi tiếng luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng trong mùa hè này thì có một trải nghiệm khá mới mà tôi và bạn có thể khám phá. Đó là những khu rừng ngập mặn trên một hòn đảo nhỏ khá nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa. Đó là đảo Hoa Lan. Đảo Hoa Lan cách Nha Trang khoảng 18 km về phía bắc. Đảo Hoa Lan là vùng đất đa địa hình với biển, núi, rừng, suối, thác. Ưu đãi từ thiên nhiên về địa hình, địa thế đã tạo nên một không gian xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm, là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Một khu rừng ngập mặn nguyên sinh bên vịnh biển với bao điều kỳ thú chờ bạn khám phá. Từ trên cây cầu này thì chúng ta có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn cảnh rừng ngập mặn trên đảo Hoa Lan. Và đây cũng là điểm xuất phát hành trình khám phá rừng ngập mặn bằng thuyền kayak. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc khám phá này nhé. Trèo xuồng kayak thì khi mà mình ngồi lên xuồng á, thì cái xuồng này có hai cái vị trí, mình có thể ngồi phía sau và phía đây cho nó cân bằng. Để đảm bảo an toàn thì trước khi trèo xuồng thì mình phải mặc áo phao, mà trèo xuồng thì mình sẽ cầm như này để cho nó chắc chặt hai bên. Tức là mình phải cầm ngay chính giữa như thế này. Đúng rồi. Và xong rồi và đẩy trèo hai bên như thế này. Đúng rồi. Dạ. Thì mình sẽ cái này thì nó cũng rất là dễ trèo thôi. Mình làm nó đều tay thì xuồng nó sẽ không bị xoay. Đảo Hoa Lan thì rừng ngập mặn thì đã có sẵn ở đây rồi, mà cái bây giờ thì khu du lịch mới bắt đầu đưa vào khai thác cái chương trình trải nghiệm trong cái rừng ngập mặn. Cái diện tích của cái rừng ngập mặn bên đảo Hoa Lan của mình hiện nay là bao nhiêu ạ? Diện tích rừng ngập mặn ở đây là khoảng gần 4 hecta. Mình còn lưu giữ những cái giống thực vật được ghi vào sách đỏ đúng không anh? Theo cái nghiên cứu thì thấy có 26 loài cây là đang rất là được đưa vào diện là bảo tồn ở cái khu rừng ngập mặn ở đây. Đặc biệt trong đó thì có cái cây sú ổi là cái cây mà đã có khoảng hơn 100 năm rồi. Nó có một cái khu riêng chỉ một loài cây đó ở phía trong kia, rất là đẹp. Thank you.
Băng qua cánh rừng ngập mặn trên đảo Hoa Lan thì chúng tôi đã đến với một trong những cây sú ổi lớn nhất trên hòn đảo này. Như cây này ở đây thì mình cũng được biết là hơn 100 năm rồi. Rừng ngập mặn này được bao bọc bởi những cái lạch suối, và cái suối này thì nó chảy ra biển. Thì khi mà thủy triều lên thì các cái khu vực mình đang đứng đây là nước nó sẽ phủ lên khoảng độ 20-30 cm. Và ở đây mình bây giờ nó đang cạn thì mình nhìn thấy rất là nhiều các cái hang là của các cái loài cua, rồi các cái loài cua còng đó, nó sinh sống ở khu vực đây. Dạ. Như vậy là khi mà nước thủy triều lên đó thì ở cánh rừng này nó cũng ngập hết luôn hả anh ha? Đúng rồi, nó sẽ ngập, mình đi vẫn lội được nhưng mà nước nó sẽ phủ lên đây. Rừng ngập mặn ở đảo Hoa Lan là nơi có nhiều loài động vật và hệ thực vật rất phong phú và đa dạng, tạo nên hệ sinh thái ngập mặn đa dạng sinh học. Khu rừng mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ cùng bầu không khí trong lành là điểm đến lý tưởng với những du khách ưa khám phá. Cảm giác rất là thú vị khi khám phá cái rừng này. Đặc biệt em thích nhất là lúc mình đang chèo xuồng, mình có thể vừa chèo vừa ngắm mọi thứ xung quanh mình. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời. Thì mới lần đầu nói là xuống chèo thuyền kayak rất là bỡ ngỡ vì không biết là mình có thể chèo được hay không. Mà tự nhiên xuống thì thấy các bạn đầu dẫn đầu của mình thì chèo như thế nào, mình cũng bắt chước chèo như thế đó. Vậy cuối cùng mình sẽ hòa nhập được. Sự rất rất là thích chị ạ. Nó tạo cho em cảm giác rất là tự nhiên, thoải mái, kiểu như mình đang đi một cái gì rất là cảm thấy trong đầu mình nó sảng khoái, nó thoải mái lắm. Không còn áp lực, không còn một cái gì, hòa mình với dòng nước, với thiên nhiên, rất là thích. Nên gìn giữ những hệ sinh thái như thế này để có thể thu hút khách du lịch từ các tỉnh khác về. Và đây là chuyến đi mà em thích nhất từ trước tới nay khi mà tham quan tỉnh Khánh Hòa. Tìm về với tự nhiên, hòa mình vào thiên nhiên để khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Các chuyến đi kết hợp với hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên đang là xu hướng và ngày càng gia tăng trong lựa chọn dịch vụ của du khách. Khám phá rừng ngập mặn ở đảo Hoa Lan là một góc nhìn khác về du lịch Khánh Hòa, một không gian nguyên sinh còn sót lại bên bờ vịnh đẹp nổi tiếng thế giới.